Vâng, chúng ta đến với trận đấu đầu tiên ở trong kèo đấu giữa Game TV và Liên Quân. Vâng, nhắc lại đội hình các bạn một lần nữa. Đội hình trong quân đồng biến của Game TV có game thủ Chip Boy, game thủ Truy Mệnh, game thủ Nấu Một và game thủ Không Được Khóc. Trong đó đội hình trong quân bên phía của Liên Quân có He He, có Gunny, có Mèo Mèo và có Vũ Thượng. Kèo đấu của chúng ta được tài trợ bởi nhà chợ Newman, nhà chợ Golden Field, website báo fan. Và thay mặt ekip kỹ thuật viên, xin được gửi cảm ơn đến những hàng Asus AOI Việt Nam đã tài trợ trang thiết bị để chúng tôi có thể thực hiện chương trình này. Và thời gian đây thì các bạn cũng biết rồi. Và sắp tới thì không phải sắp tới nữa mà là bây giờ. Thì hiện tại thì Game Shop đang bán những cái sản phẩm bằng chính những đồng G-Coin. Các bạn có thể dùng những đồng G-Coin để xem kèo, những đồng G-Coin để bet kèo để mua những đồng mua những sản phẩm của Game Shop. Game Shop một nhãn hàng chuyên bán chuột, bán phím và tai nghe cho các game thủ. Và chúng ta đến với trận đấu này. Vâng, rất nhiều chém bên phía đội bạn và bên này cũng rất nhiều chém chia đó. Hai Greg, một cho Son và một Summerian, đó là quân của các thủ bên phía team Game TV. Greg đến từ Truy Mệnh, Greg đến từ No1, Summer của Chip Boy và cho Son đến từ game thủ Không Được Khóc. Khóc xung quanh anh cái khóc ơi. Bên bạn là AC Min Pan Greg. AC Min Pan Greg. Greg bên bạn quân đẹp hơn là khá nhiều. Có một chém tuyển của Baran. Có một vâng cung tuyển của AC. Mình sắp xếp xem nào. Và người đẹp một chút Chip Boy đầu cánh không sao, đây mới thế mà Chip Boy có thể hay cung. Và chúng ta đừng đến với mảnh máy của game thủ trẻ No1. Đội trưởng của Game TV. Và những bước dò đầu tiên của game thủ No1. Ở trong kèo đấu này thì tôi chỉ sợ Minoan cung A thôi. Chứ nếu mà Minoan có cung A thì vẫn là tươi. Không biết rằng Pavran trong tay của game thủ nào. Nói chung là trong tay của ai thì cũng ghê rồi. Và bên phía bên bạn thì người yếu nhất đó chính là anh Mèo. Nhưng mà anh Mèo trong cái map này có rất nhiều kinh nghiệm, nên cũng không thể nói là anh không thiếu được. Vâng, đây là cái bài của nó, một bài cầm Greg tương đối ổn với hai vòi về, với hiêu bốn con và một bóc cả phụ ở phía xa xa. Hai mươi một trên 24, một bài có lẽ là No1 sẽ đánh chém thôi. Biết là có game thủ nào cầm Greg đánh y chắc nhà không? Mệnh có đánh y chắc nhà không Mệnh? Đây là máy của game thủ Truy Mệnh. Một bài cầm Greg 22 dân cũng đang cắt dần ra là một hiệu nữa. Bài của Mệnh đang là hai hiệu. Trận này mà Mệnh đánh được y chắc nhà mà thủ cho Chip Boy thì là tươi đấy. No1 sẽ có chuyện nhiệm vụ đi dâng lờ chéo cánh sang cánh bên kia để có thể tạo điều kiện cho game thủ Hello Chip Boy đánh được cung của Summerian. Đây là mảnh máy của game thủ Không Được Khóc, cầm cho Son đầu cánh, bài rất ổn dành cho game thủ Khóc. Có hiêu, có voi và có cả quả luôn. Chúng ta xem Khóc thiếu thế nào ở trong một bài đấu như thế này. Đổ thịt về và cắt dần ra ăn bãi quả. Kích đời, tương đối ổn với 7, 56, 25 nông dân của cho Son. Và chuẩn bị thiết kế những chiếc nhà điều kiện để có thể kích đời. Không biết rằng bên phía bên bạn là như thế nào, tối điểm số bên bạn đang là tương đối thấp. Đây là BB tham lai. Vâng, như vậy là Pan đánh 18 dân nhưng Pan chưa đời. Vâng, như vậy một trận mà dường như là Pan sẽ không đổi biến. Không, điểm số của He vừa mới nhảy. Điểm số của He vừa mới nhảy. Thông tin nhận về bên bạn Greg cũng là người đánh y thủ trong trận đấu này. Như vậy Minoan sẽ là người đánh chém. Vâng, AC 26 dân của vô thường. Minoan dò 8% dường như sẽ là bài đi dâng L. Đây là BL và đây là BM của game thủ cầm cho Son.
Trận đấu này Khóc cần phải khỏe lên để có thể tí nữa có những pha công phu và nhà em thủ cầm break người đánh y thủ trong trận đấu này. Một bài kích đời tương đối ổn. 10-25 với 25 dần của Cho Son. Bao thiết kế trước nhà DS để có thể ăn vàng. Một bài mà Cho Son sánh theo kiểu chắc nhà và ra ruộng. Đảo qua mình máy của game thủ Hello Chip Boy. Một người đến cùng chủ lực duy nhất bên phía của team Game TV. Đây là Chip Boy. Nhà có vẻ như là cũng không khung lắm nhưng đây là dân Summer. Thấy bảo Pan bên bạn lên muộn nhất. Một bài he không đột biến và thậm chí còn lên muộn nhất bản đồ. Tươi rồi. Đây là No.1. Anh đúng là người sang lở chéo cánh. Còn đây là game thủ Truy Mệnh, người đánh y thủ nhưng chỉ có 25 nông dân mà thôi. Vậy hay có những bài đánh ít dân đấy nhở. Trong cánh ít dân phát triển làm sao. Đây là No.1. Anh đánh 26 dân và đi sang lở trận đấu này rất trâu. Và nhiệm vụ trong trận đấu này của anh cũng sẽ là đi dummy. Một L với đi dummy. Gặp Pan thì ôm bo Pan luôn thì là tươi. Hoặc nếu như gặp AC thì sẽ 2L. Lượng đồ của anh đang tương đối nhiều nhưng lượng vàng đang hơi yếu một chút xíu. Rồi bãi vàng thiết kế là mắc bệnh. Đây rồi, gặp game thủ cầm Pamran. Game thủ he he mô 7. Rất tươi. Pan lên đời rất muộn. Ồ không, nào Pan lên đời muộn rất là đồ đấy. Nó lên sớm hơn mày đấy nô ạ. Vâng, dường như có một chiếc nhà gì đó. Phải chăng là một nhà BP? Hình như sẽ một nhà BP. Nô 1 sẽ đâm y luôn, rất tốt. Bánh xe. Lực của nó 1 vẫn đang tươi ổn với hai bãi quả vụ ăn hoàng. Trận này nếu như có thể ôm bom được Pamran thì sức sát thương của hiếu đội bạn sẽ giảm đi rất nhiều. Vâng, bắt đầu có chém. Chém sẽ được tung vào trong cánh. Còn đầu cánh sẽ là hai nhà bi đâm thẳng vào nhà của game thủ cầm Pamran. Chiếc nhà bi thứ hai vừa được thiết kế. Cẩn thận những bãi gỗ sẽ hở. Lượng đồ vẫn đang là rất nhiều. Đây rồi, trong cánh là nhà game thủ màu 8, người cầm Greg và dường như là đánh y thủ trong tay của game thủ Gunny. À, có giò chọc à? Đây rồi, kìa, có giò ăn voi kìa. Không, nhưng đây là bãi vàng. Một tình huống Gunny không ý, Gunny chưa có anh xe. Rất tốt, một pha lọt rất cực ảo của game thủ No.1 và nhà của game thủ Gunny. Rất hay, tên này Gunny sẽ yếu. Như vậy là Greg không phải là người đánh y thủ trong trận đấu này mà lột bài dường như là đi dâng lờ của Greg. Một cần phải tụ lại những con y để có thể chờ nhà game thủ cầm Pan. Chiếc boy thủ này trong thời điểm đầu tiên rồi. Bắt đầu đâm vào nhà Pan chưa. Gunny đang không chạy dần, dường như anh đang không chú ý ở trong tình huống này. Hoặc là anh biết nhưng anh cũng không chạy. Do đang không có tay. Rồi bây giờ anh mới chạy. Và nó một đang là hai nhì xong rất đều. Nột cần phải đâm y vào nhà game thủ cầm Pan. Bằng đây rồi đã thấy ban hoàng của game thủ cầm Greg. Rất nhiều y được sinh ra và đẩy vào trong luôn. Vâng, có vẻ như là Pamran cũng đã có những con phủ. Nhưng đây là rất nhiều chém. Ở giai đoạn đây là rất nhiều y, 5 con y rồi. Anh đã ăn hoang, tham ai là 36 của một người đi dâng lờ của Greg. Một trận rất tốt, 6 con y có vào được chưa? Hay là phải chờ Chip Boy lên bắn phủ? Tôi nghĩ là không nhất thiết phải chờ đâu, vào luôn đi. 6 con phủ để chơi kiểu gì đó. Đây những con nông dân hoang của Gunny, 7 con nông dân. Tờ này chết 7 dân là cười luôn này. Chết 7 dân là Gunny phế luôn trận yếu này. Mới chết có một dần thôi. Vâng, lại thêm bãi quả nữa. 10 con y vác. 10 y là vào được rồi, nâng cấp cả triệu đồng. Bây giờ thì nhà của anh cũng bắt đầu bị tràn bởi những con lạc đà của game thủ cầm Pan. Nhưng nhà đã bao kín như thế này thì không có cửa cho Pan để có thể lao vào. Vâng, có hai con phù dành cho game thủ cầm Pan. Thích thì chơi luôn, không phải ngán. Phù được 3 con y cũng chơi. Anh vẫn đang còn rất nhiều y ở trong trận đấu này. Bán hoàng bị mất rồi, không sao, vào đi. Đây rồi, có những con cục của game thủ Chip Boy. Ở Chip Boy đã bắn phù cho game thủ nó 1. Đây là Chip Boy. Một trận đấu mà cánh như này thì Chip Boy sẽ rất khỏe. Tham này ở phút 18 là 57. Nhưng mà anh nhớ rằng đây là tham này ở đầu cánh chứ không phải tham này ở trong cánh. Chip Boy đang khỏe nguyên mặc dù là một bài ở đầu cánh. Nâng cấp chặt của hai và cơ cấu nhà cửa thân kín. Bàn đã bay, 8 đã chết. Như vậy là cánh bên này là tươi. Cánh bên kia thì sao? Khóc có thể cân được hai không? Khóc đang cố gắng thủ lại nhà game thủ màu 5, người cầm AC. Thế kia em bỏ nhãn được nha, không vấn đề gì. Thế kia bỏ nhãn được, chạy dần khéo vào. Màu 6 cũng đang là người còn tham khi với một bàn là thủ phù ở đầu cánh. Chạy dần đi một chút, sau đó thì tí nữa sẽ quay về và làm lại. Đến với Mệnh thì sao? Mệnh đang khỏe hay chưa? Và thằng này Mệnh chỉ là 45 rồi. Và thằng này Mệnh đánh trong cánh, không bị ai đánh mà chỉ to ngang với No.1, người đi sân lờ. Mệnh đã có rất nhiều công nghệ rồi, BC các kiểu đã có. Mệnh có lẽ cần phải trâu dân lên một chút nữa.
Chưa cần về châu cung đâu mạnh ơi. Châu dần lên một chút nữa bởi vì là đầu gần nhà của em là nhà của game thủ cầm Samurian, người đánh đi thủ trong trận vâng người đánh cung vào trong trận đấu này. Rồi cơ cấu nhà cửa là khá tốt, cần phải sóc thêm dân. Ba nhà chủ, mỗi nhà chủ đều một con ông dân là tươi. Cơ cấu nhà cửa kín hơn, rất chắc cốp. Tham 50 và chúng ta quay trở lại với người đánh cùng R, game thủ Hello Chip Boy. Ai vẫn 50 vàng lên bản đồ cái nào. Mùa 2, BC cho em, bản đồ đi. Giáp 4 nữa đi, nó nhiều chém lắm. Chip Boy cần phải tăng A và trông quân lên, đúng rồi. Đang sang, cái bình tĩnh, nhà rất gần nhau, cứ từ từ. Tờ này không vào đối phương ốp được đâu, yên tâm, 100 vàng nữa nào, 100 vàng cho Chip Boy lên đầu máu. Chip Boy cần 100 vàng để nâng cấp cái đầu máu, đúng rồi. Vâng, Pan đang muốn đục vào một tên, nhưng có cung lợi bên trong thì không hề ngán. Đầu gấu chứ, Chip Boy ơi, anh bên kia thì cũng đang bị đục, đối phương đang đục rất nhiều vào nhà của anh thủ Hero Chip Boy. Không cho Chip Boy sang cứu nhà của Chip Bệnh, nhưng Chip Boy vẫn là người có tương đối nhiều tay. Vào đi, đền một tên đục vào đến từ thủ nơi 1. Đấy, đang ở đằng sau rồi, cứ bình tĩnh. Chip Boy cần phải gọi ra 450 vàng nữa dành cho game thủ Hello Chip Boy. Có ai có vàng không? Vứt vàng đây. Rồi cứ bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh. Cánh kia lại đi đục vào, nhưng nhà đã kín. Rồi, thủ được rồi, yên tâm đi. Thủ được rồi đấy. Thoải mái. Nó một có lọt được vào, lọt được không lọt được vào thì thôi. Đây là máy máy No1, anh đang đi một bài đi dâng y rất hay của đội trưởng Game TV No1. Như con y của No1 có cả cái chân No1. Và nó chọc đang là rất đẩu, vô trường đang mất cực kỳ tay đến thủ nha. Thế trận đang là cực tươi dành cho thủ bên phía team Game TV. 50 vàng Chip Boy lên giáp 4, nhanh lên. Mạnh máy của game thủ khóc. À xin lỗi, mạnh máy của game thủ Chip Mạnh. Thà vẫn thủ được nhà 62. Khóc mạnh ra ngoài ăn thêm máy vàng mới đi mạnh ơi. Ở nhà kia. Dân đang bị tắc khá nhiều, cần phải đi về thủ. Có 10 công nữa, lên 10 công thì đi đi mạnh. Còn đây là một đang lọt tên, một tên lọt vào nhà rất đau của người cầm chủ lực game thủ màu. 5 người đánh cùng chủ lực AC và thằng này đang đè dành cho game TV. Vâng, khá đè thì đúng hơn, mệnh đang rất to. Đây là Hello Chip Boy, và là không phải sang đâu, thích vào đây yêu hết. Và Chip Boy đang phải e để bắt những con cùng rờ của game thủ màu 5. Ruộng kìa, bo ruộng chứa em. Một thế bài không quá đẹp sạch của Chip Boy, nhưng với một trận mà nó một chém tốt nên là khiến cho Chip Boy đang khỏe nhất bản đồ. Vâng, tham này sau tơ đốp nhà vừa rồi thậm chí là còn đang nở chứ không phải là tụt. Rất tuyệt vời, đối phương lại lọt một tên vào. Gunny có lẽ rằng trận đấu này anh chỉ còn từ 5 đến 6 con chém rồi. Thì cho chém đi, thịt đang nhiều. Chém 1-2 con dân thì không vấn đề gì. Đối phương muốn công vào nhà của Chip Boy thì sẽ không được đâu. Thì Chip Boy vẫn đang khỏe trận đấu này. Mạnh đâu rồi? Mạnh con, vâng, mạnh mid air kìa. Xong ăn thêm bãi vàng mới. Bơm đồ cho game thủ cầm Summer lên 4. Bơm đồ dần đi là vừa. Chip Boy là vàng dần đi nha, em lên 4 đấy. Summerian lên 4. Chip Boy lên 4 để đánh những con hot. Sau đó thì mới vâng bơm đồ cho game thủ Chi Mệnh là người lên 4 để đánh những con y. BK thôi. Mệnh đang hơi thiếu vàng. Vâng, đang vẽ ruộng tràn lan ở phía bên ngoài. Và cần phải ăn vàng lên cái bản đồ đấy ông thần. Bản đồ ông tối như kiểu âm hộ chi dậu vậy. Và nó một đang chat thăm my plea. Một trận mà nó một được quyền kiêu ngạo khi anh một trận đánh tương đối hay. Vâng, chấm chớp nhà game thủ màu 8. Gần đi dummy bay nhà game thủ cầm pan màu 7. He. Và cuối cùng nó có tên lọt nhà siêu ảo và nhà game thủ cầm cung chủ lực vô thường. Và vô thường resize 1-0 dành cho Game TV ở trong trận đấu đầu tiên. Rất tuyệt vời. Một trận mẫu mực của đội trưởng No1. Đi về